Đây cha mẹ 25 15 á. Con này là cha 25 này nha mọi người, mẹ 15 nha. Ủa chừng con mấy con anh? 4 con. 4 con. Anh em nào hết thì tới bắt, tới nhà coi chim bắt luôn. Bữa giờ ông quên bắt chim con ra sớm, giờ chim con cũng chuyện luôn rồi nè. Đó. Đó, 4 đứa. Ổ này 3 con cắm con máy nha. Anh em nào bắt nguyên ổ thì ông đỡ giá mềm cho, còn bà bắt lẻ thì giá nó cao hơn nha. Bình thường nào giờ y chang chạy rồi mọi người ơi. Ông đỡ bữa giờ ông chăm để nhảy ổ hết rồi. Con máy nó đang áp trọng. Máy đang áp trọng à, máy 15 nha. Trống 25 máy 15. Hết thì cứ alo cho mình, số gọi mình là 0929 887 346. Cha mẹ tôm hết nha. Ngoa. Con trống nó nổ lông mắt luôn rồi anh ơi. Chuẩn bị nè. Nhưng mà này kiểu này là phải đẻ 2-3 lứa nữa mới gớt được. Mới nổ mà. Không có con thì nó rớt liền, còn con thì không có rớt. Thôi nè, tội này được 3 con trống. Em bữa hả? Tội 4 con, 4 con trống hết. Hả? Em không tin luôn mà, 4 con, 4 con trống hết chứ. Nói không ai tin nữa đó. Thì nó hên thôi. Bữa năm con 4 con máy kìa. Thì đó, bởi vậy em mới giữ là em nuôi luôn. Đây cần máy. Thì bởi vậy đây cần máy mà sao ấy được. Để luôn. Máy ra 14 là thấy tiền là hơn con cắm nhiều rồi. Rồi nướng máy là ngon hơn. Giờ máy có giá. Tụi nó bán con máy 18 mà 4 mà 130 triệu. Con máy 18 thôi á. 19. Không mà máy 19 chưa thấy nha, chứ máy 18 thì có rồi đó. Ủa vậy hả, 130 hả? Hồi một hè bữa em nghe con nói 130 đó. Thì anh thì tất nhiên nó phải chia vậy, người khác có bán 130 phải rồi. Thôi thì anh em nào hết thì cứ alo cho mình ha. Để mình nói chuyện với ổng xíu nữa.